Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy tỷ giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy tỷ giới hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy tỷ giới hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy tỷ giới hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy tỷ giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sinh ra hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của tỷ giới vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy học bát nhã ba la mật đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy thiệt giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy thiệt giới hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy thiệt giới hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thiệt giới hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy thiệt giới hoặc tăng hoặc giảm, chẳng thấy vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra hoặc tăng hoặc giảm. Vì sao? Vì tánh của thiệt giới vân vân là không, không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy học bát nhã ba la mật đa như vậy, có khả năng hoàn thành trí nhất thiết trí, vì lấy cái vô học và cái không hoàn thành làm phương tiện. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát ấy khi hành bát nhã ba la mật đa chẳng thấy thân giới hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc sanh hoặc diệt, chẳng thấy thân giới hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc thủ hoặc xả, chẳng thấy thân giới hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc nhiễm hoặc tịnh, chẳng thấy thân giới hoặc tụ hoặc tán, chẳng thấy xúc giới, thân